Xin người hạnh phúc em vui xuân với những trái đời mang hạnh phúc cho đời những nghe em yêu mà xây đắp cho đời khi về đừng quên nghe em nơi đây còn nhớ phút giây gặp gỡ em còn sống muốn nói sắc hồng em từ sớm gió sớm lòng cháy mình cho mỗi em bước nhẹ người đến cho tình anh chậm mới buồn hoa hồn thơ có ai nữa xuân ta đến bên em chắc xuân cùng qua bánh được á xuân ta đến bên người xin người hạnh phúc em vui xuân mà hạnh phúc trong đời nhớ như xuân nào vơi và say đắm cho đời thì về đừng quên nhé em còn nhớ phút giây gặp gỡ xuân muốn ngôi sắc hồng để sống gió xuân lòng cháy để cho mỗi em muốn nhận gửi đến cho tình anh chậm mới buồn hóa thổn thơ ai thấy mấy thằng đẹp trai đâu rồi? Lúc này nè, chào chào một vòng nha. Xuân ta đến bên em, giáp xuân tuyệt vời. Xuân ta đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mà hạnh phúc cho người được trái, giáp xuân tuyệt vời. Lên đi ngồi nhá. Xuân ta đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mà hạnh phúc cho người. Nhưng nhất em yêu anh say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em còn những phút giây gặp gỡ sao những ngôi sắc hồng và nhẹ quá từ sống sống sân nồng cháy từ cho mỗi em ngỡ ngàng người đến cho tình anh chân mơ môi hóa thôn thế thế nào là đúng với em giác sức tình con sân ra đi người xin người hôn tình em vui xuân Lê Dương Bảo Lâm phúc cho đời nhưng như em được mãi cái chiều mới say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em khi về đừng quên nghe em khi về đừng quên nghe em. Nhận ra luôn rồi phải không? Nhận ra được phải không? Mình hô tên nha. Dạ. 1, 2, 3. Yeah, yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không ngờ là trên đời này cô ca sĩ 72 tuổi rồi mà hát từ 6 giờ sáng đến 10 giờ chưa xong. Bao nhiêu con người ngoài kia chờ anh có tuổi rồi em phải cho người ta lên, ta tấn lên chứ.
anh hát cái gì mà anh hát hoài vậy đó? Anh đang diễn thảo ba em hả? Ủa vậy hả? Sao anh hát gì không biết mệt vậy? Trời ơi, nay chạy show ê hề mà hát gì mà hát hoài. Anh vô đi. Ừ. Mọi người ơi, một trọng tài thật lớn chào đón dưới như Bảo Lâm. Xe, cảm ơn em.